Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy về kết quả công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tham dự có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Quý I, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra giám sát, dân vận nội chính. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của tỉnh, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, chăm lo tốt các mặt đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những đóng góp của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đối với những kết quả rất tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh trong quý I năm 2022. Nhấn mạnh tới một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Cụ thể, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện đồng bộ công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Triển khai quyết liệt công tác xây dựng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tăng cường, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng. Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục tham mưu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa các đề án, chương trình hành động theo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Đồng thời lưu ý tập trung thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 13 của Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cùng với đó là các quy định, kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, về công tác quy hoạch cán bộ, về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cho tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2021-2025 gắn với chuyển đổi số toàn diện theo nghị quyết số 09 ngày 5 tháng 2 năm 2022 về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn bản khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và phát biểu tham luận tại hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả do Tổng cục Thống kê tổ chức. Qua hơn 75 năm xây dựng và phát triển, ngành thống kê Việt Nam ngày càng được hoàn thiện về thể chế và các văn bản pháp luật liên quan. Mô hình tổ chức của Tổng cục Thống kê được kiện toàn từ trung ương tới địa phương. Tổ chức thống kê tại bộ ngành địa phương được hình thành và củng cố. Trình độ năng lực của người làm công tác thống kê ngày càng được nâng cao. Hoạt động điều phối thống kê được thực hiện hiệu quả, giúp công tác thống kê triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện. Phát biểu tham luận về thực trạng sử dụng số liệu thống kê trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, kết quả phát triển kinh tế xã hội toàn diện của Quảng Ninh trong những năm qua có vai trò quan trọng của việc sử dụng, phân tích các số liệu thống kê. Số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh công bố là tài liệu quan trọng, chính thống, tin cậy để sử dụng làm căn cứ phân tích, đánh giá, lập các quy hoạch, kế hoạch, đề án, báo cáo kinh tế xã hội, làm cơ sở để tỉnh và các sở ngành địa phương chỉ đạo điều hành, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, ban hành chính sách có tính thực tiễn và khả thi cao. Kết quả nổi bật là 2 năm qua, Quảng Ninh đã chỉ đạo tập trung ưu tiên thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp xây dựng, duy trì phát triển ổn định ngành công nghiệp khai khoáng. Nhờ đó, tỉnh vẫn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trước tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Từ tháng 9 năm 2019, các số liệu thống kê đều được số hóa, cập nhật lên Trung tâm Điều hành Thông minh của tỉnh, đã được kết nối chia sẻ với Trung tâm Thông tin Chỉ đạo Điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu bổ sung một số chỉ tiêu khi xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê mới được Quốc hội thông qua, đồng thời giữ nguyên mô hình chi cục thống kê cấp huyện độc lập theo đơn vị hành chính như hiện nay. Đánh giá cao ý nghĩa số liệu công tác thống kê, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác thống kê phải đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác,
đầy đủ, kịp thời, minh bạch, qua đó đưa ra dự báo hoạch định chính sách cho Đảng, Nhà nước, các địa phương. Trên cơ sở nêu lên một số điểm còn tồn tại hạn chế, Thủ tướng chỉ đạo 8 định hướng lớn, trong đó nổi bật là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, đề cao tính chính xác, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả công tác thống kê trong thời gian tới. Chiều nay, Ủy ban Xã hội của Quốc hội phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến đối với dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Các đồng chí Nguyễn Hoàng Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi được xây dựng trên cơ sở làm rõ hơn quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng người hành nghề và cơ sở khám chữa bệnh. Phạm vi của dự án luật đã được phân định rõ công tác khám bệnh, chữa bệnh và y tế dự phòng. Rà soát lại toàn bộ các chính sách để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng đối với công tác khám bệnh, chữa bệnh. Cơ quan soạn thảo đã cập nhật bổ sung, phân tích làm rõ hơn các tồn tại bất cập trong quá trình thi hành luật giai đoạn 2019-2021, nhất là liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Bổ sung đánh giá thực hiện thí điểm mô hình bác sĩ gia đình, quy định liên doanh, liên kết thành lập cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế giữa các cơ sở y tế nhà nước với cơ sở y tế tư nhân. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn một số nội dung liên quan như quy định về cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, bổ sung hoàn thiện các quy định đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh khi phát sinh tình huống đặc biệt chưa có tiền lệ như đại dịch COVID-19. Kết luận hội nghị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị. Trên cơ sở đó hoàn thiện các nội dung của dự án luật, đảm bảo tính khả thi và tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Hôm nay, đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do Phó chủ nhiệm Tạ Đình Thi làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật, quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thành làm việc với đoàn. Nhận thức rõ việc phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, những năm qua tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các chủ trương chính sách, pháp luật của Trung ương trong khai thác nuôi trồng, chế biến thủy sản, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, đầu tư trang thiết bị để kiểm soát, nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tập trung, các khu sơ chế và chế biến thủy sản. Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực thủy sản là hơn 1.320 tỷ đồng. Các đơn vị nuôi trồng chế biến thủy sản đang hoạt động cơ bản thực hiện đúng đủ các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chính sách pháp luật về kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định trên cơ sở các quy định của Ủy ban châu Âu và pháp luật Việt Nam. Tỉnh Quảng Ninh đề xuất với đoàn giám sát, kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu báo cáo Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thủy sản, làm cơ sở thu hút các nguồn lực xã hội quản lý khai thác, ban hành chính sách chuyển đổi nghề trong khai thác thủy sản, hỗ trợ ngư dân trong thời gian cấm khai thác, sớm xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổi sử dụng trong nuôi biển, quản lý nước thải, rác thải từ hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản trên biển. Kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu báo cáo Chính phủ phê duyệt quy hoạch không gian biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, điều chỉnh thủ tục giao diện tích mặt nước biển nuôi trồng thủy sản tại Nghị định 11/2021 của Chính phủ, đảm bảo phân cấp và giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian. Kết luận chương trình giám sát, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi đánh giá cao công tác thực hiện các chính sách pháp luật, quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đối với những đề xuất của tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết. Để đáp ứng nhu cầu tái định cư đối với các hộ dân có đất ở nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều, hiện nay thị xã Đông Triều đang tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư. Dự kiến trong tháng 3 năm 2022, một số khu tái định cư sẽ hoàn thiện các hạng mục hạ tầng để phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân. Theo thống kê của thị xã Đông Triều, trong tổng số gần 2.800 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đường ven sông, thì có 255 hộ có đất ở, trong đó 225 hộ có nhu cầu tái định cư.
từ cuối tháng 12 năm 2021, thị xã đã triển khai quy hoạch 6 khu tái định cư với tổng diện tích quy hoạch trên 10 ha, có thể đáp ứng tái định cư cho khoảng 300 hộ dân. Hiện nay, 3 trong số 6 khu tái định cư này đã được triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng, dự kiến là sẽ hoàn thành trong tháng 3 này. Đối với 3 khu tái định cư còn lại, đã cơ bản hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để bắt đầu thi công trong tháng 4. Hiện nay thì cũng đã thi công được một số hạng mục cơ bản là mương thoát nước, đường giao thông với lại đường dây cắp ngầm, rồi là ký hợp đồng với các nhà cung cấp vật tư vật liệu trên địa bàn để tiếp tục triển khai thi công cái hệ thống cấp nước sạch cho dự án. Và nhà thầu cũng đang cố gắng để đến cuối tháng 3 năm 2022 cơ bản hoàn thiện những cái hạng mục hạ tầng kỹ thuật để có mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư. Với 3 dự án còn lại, ban quản lý dự án đang hoàn thiện hồ sơ để đầu tháng 4 sẽ đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và sẽ triển khai thi công ngay sau khi lựa chọn được nhà thầu, và sẽ đôn đốc nhà thầu kết hợp với các phòng ban chuyên môn địa phương cùng nhà thầu để hoàn thiện theo kế hoạch được giao vào tháng 7 năm 2022. Cùng với đẩy nhanh tiến độ các hạng mục hạ tầng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Đông Triều đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đất trên thực địa cho các hộ dân. Hiện nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất đang tập trung xây dựng quy chế bắt thăm các ô đất. Thế và chủ trương thì đến ngày 20 tháng 3 này thì sẽ tổ chức cho các hộ dân họp và bắt thăm ô đất. Thế và sau khi thì bắt thăm ô đất xong thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành bàn giao ô đất cho các hộ dân để thực hiện công tác xây dựng, phục vụ cho cái việc mà tái định cư cũng như là đảm bảo cái cuộc sống của người dân sớm ổn định nhanh nhất. Đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long Hải Phòng đến thị xã Đông Triều là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, với số hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng lớn. Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu tái định cư không chỉ tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống, mà còn góp phần tạo sự đồng thuận của người dân đối với công tác giải phóng mặt bằng. Nằm trong lòng di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, làng chài Cửa Vạn vốn là điểm đến yêu thích của du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Nơi đây từng được vinh danh là một trong 16 ngôi làng cổ đẹp nhất thế giới nhờ bảo tồn được nét văn hóa truyền thống đặc trưng của ngư dân Vạn Chài xưa, hòa trong không gian thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ. Mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3, làng chài Cửa Vạn đã sẵn sàng đón du khách trở lại an toàn với sự thân thiện, mến khách của thiên nhiên, con người vùng đất di sản. Làng chài Cửa Vạn thuộc tuyến tham quan số 3, được hình thành cách đây hàng trăm năm bởi những người ngư dân Vạn Chài Hạ Long xưa. Vẻ đẹp của làng chài Cửa Vạn nằm ở thiên nhiên kỳ thú, sự bình yên từ những dãy nhà nổi dựa vào vách đá giữa biển trời kỳ quan. Ở những giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo, làn điệu giao duyên mộc mạc từ đời sống lao động sản xuất của chính người dân chài. Để bảo tồn và phát huy tốt giá trị của Vịnh Hạ Long, ngư dân làng chài Cửa Vạn đã được lên bờ sinh sống nhiều năm nay, nhưng không gian văn hóa truyền thống vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Nhiều thế hệ ngư dân Cửa Vạn nay chính là những sứ giả du lịch mang nền văn hóa có 102 của mình giới thiệu đến đông đảo du khách. Đến với làng chài Cửa Vạn, tôi càng thêm yêu, thêm hiểu, tự hào là người Quảng Ninh. Phong cảnh ở đây rất là đẹp, một vẻ đẹp mộc mạc bình dị mà không phải nơi nào cũng có được, càng thôi thúc tôi muốn đi nhiều hơn, khám phá nhiều hơn. Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn tái hiện sinh động bức tranh về đời sống văn hóa của ngư dân làng chài Cửa Vạn hàng trăm năm qua. Từ nhiều tháng nay, những người làm việc tại đây đã tất bật chuẩn bị các điều kiện đón khách trở lại. Các sản phẩm được làm mới theo hướng giới thiệu đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa, gắn với đảm bảo an toàn phòng dịch cho du khách. Cùng với Bảo tàng Quảng Ninh, di tích danh thắng Yên Tử, Vịnh Hạ Long, trong đó có làng chài Cửa Vạn, hiện được tỉnh Quảng Ninh ưu tiên giảm 50% giá vé tham quan lưu trú cho du khách. Chúng tôi đều tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch, học lại hát câu hò và lan lờ ăn lưới để phục vụ khách quốc tế trở lại Vịnh Hạ Long. Trước dịch, làng chài Cửa Vạn luôn nằm trong hành trình trải nghiệm Vịnh Hạ Long của du khách quốc tế. Trung bình mỗi năm, điểm đến này đón trên dưới 2 triệu lượt khách từ nhiều quốc gia. Tháng 2 vừa qua, Vịnh Hạ Long được Việt Nam lựa chọn quảng bá tôn vinh tại sự kiện quy mô toàn cầu Expo Dubai. Nhiều lần được quốc tế vinh danh là kỳ quan hấp dẫn, vịnh biển đẹp nhất thế giới.
Mới đây, Vịnh Hạ Long tiếp tục lọt top 10 điểm đến phiêu lưu hấp dẫn thế giới của khu vực Đông Nam Á, một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của điểm đến đối với khách du lịch quốc tế. Với quyết tâm phục hồi mạnh mẽ hoạt động du lịch dịch vụ, nắm bắt tốt cơ hội từ mở cửa du lịch quốc tế, sáng nay thành phố Hạ Long tổ chức gặp mặt, tiếp xúc doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn để thông tin tháo gỡ khó khăn và bàn giải pháp cùng doanh nghiệp đồng hành khôi phục hoạt động du lịch. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hạ Long sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thu hút du khách, điểm nhấn là lễ hội Carnival Hạ Long mùa hè mùa đông, công bố danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN, khai trương phố đêm du thuyền, tổ chức các môn SEA Games 31. Tận dụng tối đa các sự kiện chương trình văn hóa thể thao du lịch quốc tế quốc gia và của tỉnh tổ chức trên địa bàn, các danh hiệu được quốc tế vinh danh để truyền thông quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Hạ Long đến với du khách trong nước và quốc tế. Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ tăng cường liên kết xây dựng các sản phẩm hấp dẫn, khác biệt trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thành phố Hạ Long và các doanh nghiệp đã đối thoại chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác truyền thông quảng bá, phát triển thị trường, phục hồi nguồn nhân lực du lịch, quy định đón khách, quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn đón du khách trở lại, tạo điều kiện tốt nhất cho phục hồi du lịch, duy trì và khẳng định thương hiệu du lịch thành phố Hạ Long, điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách. Trong ngày, Quảng Ninh được Bộ Y tế ghi nhận 2.885 ca nhiễm COVID-19, trong đó 2.523 ca cộng đồng, 362 ca đã quản lý cách ly. 13 trên 13 địa phương đều ghi nhận ca mắc. Số ca phát hiện qua sàng lọc test nhanh là 2.862 ca, được phát hiện thông qua RT-PCR là 23 ca. Số ca mắc mới ghi nhận trong ngày giảm hơn so với các ngày trước đó. Tỷ lệ học sinh mắc COVID-19 tương đương so với các ngày trước đó chiếm 15,3% số ca mắc trong ngày. Tỷ lệ số ca mắc là công nhân giảm nhẹ so với ngày trước đó chiếm 21,5% tổng số ca mắc trong ngày. Vaccine hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện, kể cả với biến chủng Omicron, được thể hiện qua tỷ lệ tử vong trên số ca mắc ở Quảng Ninh chỉ ở mức 0,03%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ tử vong trung bình cả nước là 0,8%. Trong đó, các trường hợp tử vong tại Quảng Ninh đa số là các trường hợp chưa tiêm vaccine. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ gia tăng những trường hợp bệnh nặng, cần tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ các nhóm đối tượng trọng điểm, người cao tuổi, người chưa tiêm chủng, người có bệnh lý nền, nhóm người yếu thế trong xã hội, nhóm trẻ em, phụ nữ có thai, nhằm giảm số chuyển nặng và tử vong. Khuyến cáo, theo khuyến cáo từ Bộ Y tế, đối với những trường hợp dù đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. Người dân cần thực hiện tốt 5K và các khuyến cáo phòng chống dịch của Bộ Y tế, không chủ quan lơ là. Người dân lưu ý thực hiện nghiêm túc việc cách ly, điều trị F0 tại gia đình, hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà để phòng lây nhiễm cho các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, đặc biệt là nhóm trẻ nhỏ chưa được tiêm chủng vaccine COVID-19. Phân loại xử lý rác thải theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương. Người dân thực hiện xét nghiệm sàng lọc khi có các triệu chứng nghi nhiễm hoặc chỉ định của nhân viên y tế. Đặc biệt các đối tượng người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai. Nhờ được bao phủ vaccine từ sớm nên trên 94% F0 tại Quảng Ninh không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, được quản lý điều trị tại nhà. Để hỗ trợ tư vấn điều trị F0 tại nhà, đồng thời chia sẻ công việc với những đồng nghiệp tại tuyến y tế xã phường, nhiều nhóm Zalo, Facebook đã được các y bác sĩ của Quảng Ninh thiết lập, mang lại hiệu quả tích cực. Khi số ca mắc COVID-19 tại Quảng Ninh bắt đầu lên đến 4 con số một ngày, cũng là thời điểm bác sĩ Dương Văn Linh và những người đồng nghiệp tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành lập nhóm Facebook tư vấn điều trị COVID-19 online đầu tiên để hỗ trợ cho các F0 tại nhà. Đến nay, nhóm này đã lên tới 3.500 thành viên. Cùng với đó, 3 nhóm Zalo khác với hàng ngàn thành viên cũng đã được các bác sĩ triển khai để kịp thời hỗ trợ tư vấn điều trị các F0 tại nhà. Test cho cháu mà nó bị COVID nhưng mà kiểu như là nó ăn nó cứ bị sớ ra đấy nhỉ? Được rồi, em kéo áo lên anh xem nào. Em kéo áo lên anh xem nhịp thở nè. Kéo hết lên nhé để anh xem thở có mạnh không nè. Em xem là những dấu hiệu như này này. Nếu như thở nhanh này, bụng nõm lại, bụng hai bên nó nõm lại này, và đầu gật gù theo nhịp thở này là dấu hiệu của bạn đấy, là dấu hiệu nặng. Hoặc là em bé có dấu hiệu bất kỳ dấu hiệu như ly bì này, bỏ bú này, quấy khóc này, bỏ ăn này đấy, hoặc là em bé nó không có chơi đấy, không có nhanh nhẹn đấy,
Thì mình gọi ngay cho bác sĩ ngay. Nhà em có cháu nhỏ mà có cái bệnh Covid này, em rất là lo lắng vì từ trước giờ cái bệnh này mình chưa gặp bao giờ. Mà cháu nó nhỏ như này nó không bệnh nữa, chưa có cái thuốc đặc trị, cứ điều trị theo triệu chứng này mà. Nên là mình rất là lo, nhưng mà cũng may là được các anh chị bên viện sản nhi, các bác ấy tư vấn cho cháu đi kịp thời, nên là cũng hiện tại cháu nó cũng đỡ rồi, mình cũng đỡ, cảm thấy nó cũng đỡ lo lắng hơn. Cái dịch bệnh nó như thế này thì tất cả các bác sĩ đều nghĩ là mình phải làm gì đấy để cho đóng góp cho xã hội trong cái giai đoạn mà người dân cần, hy vọng là cái nhóm Zalo này trước mắt là nó giải quyết được những cái nhu cầu ở những cái y tế khẩn cấp, cũng như là mình qua thông qua cái nhóm Zalo này thì mình có thể là truyền thông cho người dân để biết cách sử dụng thuốc đực đắng, và đặc biệt là có thể phát hiện kịp thời dấu hiệu nguy kịch để bệnh nhân có thể đến viện kịp thời để an toàn cho cả người bệnh. Tương tự như nhóm của bác sĩ Linh, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bác sĩ Hoàng và những người đồng nghiệp tại bệnh viện số 2 lại tham gia hỗ trợ điều trị cho các F0 tại nhà thông qua Facebook, số điện thoại và Zalo cá nhân được công khai. Với kinh nghiệm trực tiếp tham gia điều trị F0, họ đã kịp thời cập nhật các thông tin khoa học chuẩn mực về COVID-19, hướng dẫn điều trị và chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0. Thực ra thì cái nhóm chúng tôi ấy thì cũng là những bác sĩ mà đã từng công tác bệnh viện số 2 thôi. Hiện tại chúng tôi vẫn đang song song duy trì công tác chuyên môn hàng ngày ấy. Thời gian cũng không có nhiều, nhưng mà cũng sẽ cố gắng làm sao để duy trì cái chương trình tư vấn này cho người bệnh, để làm sao mình đưa đến cho người ta thông tin về chính thống nhất và chuyên môn nhất về quá trình điều trị chăm sóc F0. Và vẫn sẽ cố gắng là đảm bảo cái chương trình này kéo dài và thực hiện xuyên suốt tiêu chí của chúng tôi là hoàn toàn là miễn phí và phục vụ cho người dân 24/7. Tôi thấy là cái nhóm tư vấn online của các bác sĩ là tốt và hợp lý. Bệnh nhân ở nhà cảm thấy yên tâm, không phải lo về vấn đề đi lại hay là lo về vấn đề sức khỏe của mình nữa. Sự hỗ trợ điều trị tận tâm của các y bác sĩ Quảng Ninh thông qua các nhóm tư vấn điều trị COVID-19 online đang thực sự là nơi gửi gắm niềm tin của người bệnh, đồng thời đóng góp tích cực vào phòng chống, tiến tới đẩy lùi dịch COVID-19. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái Việt Nam hội đàm trực tuyến với chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng Trung Quốc. Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống buôn lậu qua biên giới. Tiếp tục tăng cường phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo môi trường khu vực cửa khẩu, lối mở an toàn, đồng thời nghiên cứu sớm khôi phục thông quan, tạo điều kiện để doanh nghiệp của Quảng Tây lập văn phòng đại diện tại lối mở km 3+4 Hải Yên, thành phố Móng Cái để nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa. Năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã chi hơn 1.100 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường, chủ yếu tại Quảng Ninh, đồng thời giám sát đổ thải an toàn trên 177 triệu mét khối đất đá, trồng và cải tạo, phục hồi môi trường được hơn 160 hectare cây xanh, xử lý hơn 141 triệu mét khối nước thải mỏ, đảm bảo quy chuẩn môi trường. Tập đoàn đã đầu tư hàng chục máy phun xương dập bụi cao áp, công trình cải thiện môi trường, cảnh quan mặt bằng, các khu sản xuất và triển khai 5 phương án bảo vệ môi trường tổng thể tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 vào sáng nay, TKV đặt mục tiêu năm 2022 này tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững theo hướng kinh tế xanh, thân thiện môi trường, phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh và cải tạo phục hồi môi trường hơn 210 ha, xử lý 156 triệu mét khối nước thải mỏ, tiếp tục đầu tư nâng công suất 5 trạm xử lý nước thải mỏ, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường. Tập đoàn cũng đang có kế hoạch triển khai các phương án bảo vệ môi trường tổng thể theo khu vực, cụm môi trường và các đề án bảo vệ môi trường dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình thời sự tối nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.